Mình chế biến các món hải sản cùng máy hấp MTR6 cùng bún chen nhé. Ở đây chúng ta có cá, tôm, ốc và cua. Bây giờ bước đầu tiên mình cho tiếp theo chúng ta đặt tầng 2 lên. Ở tầng 2 này thì mình sẽ để cua, tôm và ốc vào. Sau đó mình sẽ chọn chế độ hấp trong vòng 12 phút. Vậy là sau 12 phút máy đã chu trình và đồ ăn đã được nấu chín. À, thử hấp dẫn hôm nay chúng ta hãy cùng lấy ra thôi. Đã được chín hết rồi.